tránh trùng lắp trục lợi quỹ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh là kết quả của việc triển khai thanh toán bảo hiểm y tế tại gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh qua kết nối hệ thống điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ngoài một số cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bắt đầu đi vào hoạt động, thì hàng nghìn cơ sở khác vẫn dậm chân tại chỗ. Một tháng sau khi kết nối dữ liệu bảo hiểm y tế giữa các cơ sở y tế với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai, Hà Nội đã bắt đầu triển khai kết nối bằng hệ thống này. Tất cả thông tin về kết quả xét nghiệm, thuốc và giá tiền sau khi được thanh toán bảo hiểm y tế đều được thống kê trên hệ thống. Khi đó, tại Bảo hiểm Hà Nội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng sẽ kiểm tra được thông tin này của các bệnh nhân. Theo bệnh viện, việc khó khăn nhất trong triển khai kết nối điện tử là công tác gắn mã thuốc, vật tư y tế tiêu hao của danh mục được Bảo hiểm y tế chi trả do chưa thống nhất về tên danh mục giữa thông tư 37 và 43 về điều chỉnh giá viện phí. Hàng ngày nếu sau khi mà kết nối được thì bản thân ban giám đốc bệnh viện cũng có thể nắm được là hôm nay là thanh toán là tổng số có bao nhiêu ca nội trú, bao nhiêu ca ngoại trú, mà bảo hiểm thành phố cũng nắm được cái số liệu như thế. Là một số đơn vị mà đã được phê duyệt cái 43 rồi thì thực tế cái việc gắn mã nó sẽ thuận lợi. Nhưng có những đơn vị phê duyệt mà cái tỷ lệ nó ít thì đương nhiên là cái việc gắn mã nó sẽ có gặp những cái khó khăn nhất định. Thế tuy nhiên là tới đây thì chúng tôi cũng mong là từ Bộ Y tế cho đến bảo hiểm cũng nên có một cái thống nhất. Tại bệnh viện St. Paul, mặc dù hệ thống kết nối điện tử trong thanh toán bảo hiểm y tế đã được liên thông, tuy nhiên ngay tại đây cũng gặp khó khăn trong việc đồng bộ và gắn mã các thủ thuật y tế. Là vấn đề các bệnh nhân mà còn nhiều cái phẫu thuật thủ thuật, những kỹ thuật mà mình chưa gắn mã hết hoặc các mã chưa đồng bộ hết, thì những vấn đề đó thì như vậy là nó sẽ chưa đồng nhất với các bệnh viện với nhau. Thì gắn mã bây giờ những cái quá trình nó vẫn còn tiếp tục. Cái thứ hai nữa là một số trường hợp bệnh nhân mà thanh toán thì có thể trong quá trình thanh toán nhiều cái mã thuật phẫu thuật thủ thuật nó xảy ra những cái sai sót, nhiều khi chúng tôi phải gọi bệnh nhân đến thanh toán sau đó. Thế như vậy mà dữ liệu đã đẩy ngày hôm đó rồi, thì như vậy khi bệnh nhân quay lại mà chúng tôi sửa lại thanh toán như thế thì sẽ up như thế nào, sẽ lên mạng như thế nào và sửa ra sao, thì cái đấy cũng chưa có cái hướng dẫn. Còn theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngay sau khi hệ thống kết nối điện tử được nhấn nút đi vào hoạt động, 54% cơ sở khám chữa bệnh đã có thể kết nối đến cổng thông tin và hệ thống giám định bảo hiểm y tế. Nhưng sau một tháng hoạt động, chỉ có 14% cơ sở còn kết nối với hệ thống này. Vì vậy, việc kết nối này còn nhiều bất cập và hạn chế. Tuy nhiên rằng là sau một thời gian thì một số cơ sở có như vậy chưa thực hiện cái việc mà liên thông dữ liệu hàng ngày như cái quy định của Bộ Y tế, như cái thỏa thuận giữa nhà thầu và Bảo hiểm xã hội với các cơ sở khám chữa bệnh. Thực trạng cho thấy rằng cái phần mềm quản lý bệnh viện hiện nay đang rất đa dạng, phong phú. Thống kê cho đến thời điểm hiện nay còn hơn 600 cái phần mềm đơn lẻ các cơ sở khám chữa bệnh. Những cái phần mềm này do các doanh nghiệp rất nhỏ để người ta làm và nó xảy ra rất nhiều những cái trục trặc kỹ thuật. Bên cạnh đó, việc tập huấn và chất lượng nguồn nhân lực tại các cơ sở y tế còn hạn chế đã dẫn đến việc kết nối này chưa thành công. Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ cùng Bộ Y tế rà soát lại toàn bộ để chính thức vận hành hệ thống giám định trên toàn quốc từ quý 4 năm 2016. Thì điều đó làm cho mình cảm thấy rất tò mò, vì ngày bé mình chơi, mình xem phim Pokemon rất là hay và hấp dẫn. Điều đó làm cho mình có điều đó thôi thúc mình để chờ đợi có bản cập nhật về Việt Nam và mình chơi trò chơi này. Nhận định chung của game thủ là khi đăng nhập vào game thì hình ảnh load khá nhanh, định vị và hiển thị đường phố xung quanh khu vực người chơi khá chuẩn xác, giao diện dễ dùng, tốc độ chơi cao khiến trò chơi này thêm hấp dẫn.